Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước vừa được Bộ Công Thương tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua là sự kiện thuộc chuỗi chương trình Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với thị trường ngoài nước được thực hiện định kỳ hàng tháng trong năm 2022 và 2023. Hội nghị nhằm cập nhật các yêu cầu xúc tiến thương mại của các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, đồng thời tạo diễn đàn phổ biến thông tin, chính sách, các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu và cơ hội thị trường nước ngoài phục vụ công tác điều hành hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh. Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, có sự tham gia của hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước. Tại hội nghị, theo Cục Xúc tiến Thương mại, trong 7 tháng đầu năm, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng trong Bộ, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp trong nước và tại địa bàn phụ trách. Đặc biệt, hệ thống thương vụ đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Cục Phòng vệ Thương mại và các đơn vị liên quan, chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại, chống bán phá giá, chống trợ cấp mà nước sở tại áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, tổ chức tốt công tác nắm bắt tình hình, cập nhật kịp thời cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Chính phủ diễn biến tình hình và đánh giá tác động đối với Việt Nam, từ đó đề xuất các biện pháp chính sách phản ứng phù hợp, đồng thời thông tin lên các phương tiện truyền thông để khuyến cáo, định hướng, hướng dẫn cho doanh nghiệp. Cục Xúc tiến Thương mại đã triển khai thực hiện chuỗi 30 phiên tư vấn thị trường xuất khẩu để cung cấp thông tin cho địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam về các sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu với các sản phẩm như lúa gạo, chè, thanh long, hạt điều, thủy sản của các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Thụy Sĩ, Châu Phi và Châu Âu. Trong thời gian qua, hệ thống thương vụ của Việt Nam và đặc biệt là các đồng chí tham tán đã được huy động một cách triệt để để vào cuộc để hỗ trợ cho cái hoạt động ngoại thương, phát triển ngoại thương của chúng ta. Bên cạnh đó thì hệ thống thương vụ cũng đã vào cuộc để mà thu hút đầu tư, tận dụng cái sự thay đổi trong cái luồng đầu tư ở trên thế giới, và mặt khác thì cũng đã hỗ trợ rất là tích cực các địa phương, các hiệp hội, các doanh nghiệp trong việc là khai thác các nguồn nguyên liệu vật tư để mà có thể là đa dạng hóa các nguồn vật tư nguyên liệu, tránh cái việc là đứt gãy chuỗi cung ứng hay là gián đoạn sản xuất. Tại hội nghị, đại diện thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, Thụy Điển, Australia, Hoa Kỳ, Ai Cập đã thông tin về những diễn biến mới nhất ở thị trường sở tại, cũng như các chính sách, quy định thay đổi trong thời gian gần đây. Một số địa phương và hiệp hội như An Giang và Sơn La, Hiệp hội da giày, túi sách, cao su, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã có nhiều ý kiến, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xúc tiến xuất khẩu, nhập khẩu, nhu cầu hỗ trợ xúc tiến thương mại và đề xuất những hỗ trợ cụ thể từ các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cho địa phương và hiệp hội. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao các thông tin cập nhật chính sách và khuyến nghị thiết thực của hệ thống thương vụ ngoài nước. Bộ trưởng cũng yêu cầu các thương vụ, các cục vụ trong Bộ và đặc biệt là Cục Xúc tiến Thương mại chú trọng một số việc sau. Đối với các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá chính sách của nước sở tại, kịp thời tham mưu cho Bộ về các vấn đề mang tính chiến lược và đề xuất những phản ứng chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi của đất nước, của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế. Vụ chính sách thương mại đa biên và các vụ thị trường ngoài nước chú trọng nghiên cứu, phân tích chính sách, kịp thời đề xuất, khuyến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về rào cản kỹ thuật, phi thuế quan cho hàng xuất nhập khẩu, tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan, kịp thời hướng dẫn định hướng thị trường mặt hàng xuất nhập khẩu, nhất là các thị trường trọng điểm. Ba là Cục Xúc tiến Thương mại tăng cường phối hợp với các vụ thị trường ngoài nước, các thương vụ Việt Nam nước ngoài thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp thông tin và dự báo xu hướng thị trường, đồng thời tổ chức tốt công tác tư vấn xúc tiến thương mại cho các địa phương, cho hiệp hội và các doanh nghiệp. Chủ trì tổ chức tốt các hội nghị giao ban định kỳ hàng tháng, chủ trì phối hợp với các vụ thị trường cả trong và ngoài nước, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, làm tốt chế độ cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình và kết quả hoạt động thương mại của Việt Nam. Đối với các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, chủ động hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp trong xây dựng và điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi đơn vị. Đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương và cơ quan chức năng địa phương nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi, đồng thời làm đầu mối phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thông qua các giải pháp xúc tiến thương mại hiệu quả.